Anh có nhận xét về vụ B-Ray không anh? Tại B-Ray xin lỗi rồi thôi chứ nhận xét gì nữa giờ mấy em? Theo mấy em anh nhận xét sao giờ? Thấy báo chí vô đọc đùng 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 vậy được rồi. Xử sao nó là vậy em? Anh không biết nha. Vì à, Trung Quốc gây ra nội chiến với Miến Điện để tìm đường ra biển đúng không anh? Việt Nam mình cứng quá không thể thuyết phục tào lao. Mày tào lao quá mày ơi. Má, khó gì mà nghĩ cũng ra nữa hả? Tỉnh Vân Nam của Lục Mạch Thần Kiếm nối liền biên giới tự nhiên đồi núi chập trùng ra biển bằng ngã nào. Dạo này mấy tour tiwi hot quá anh, em thấy nhà nhà người người mê du lịch tiwi, đi đi tour chả cần visa, nó làm truyền thông ghê thật. Có không đó mày, có chuyện mà nhà nhà người người đi luôn không? Biển Nha Trang là đẹp nhất Việt Nam phải không anh? Mà nói về Phú Quốc cự mà giờ Phú Quốc biển cũng đẹp vậy đúng không mấy em? Không biết mấy bạn Đà Nẵng chịu không anh, không biết nha. Phú Quốc chặt chém lắm, giờ ế khách du lịch giảm mà biển thì đẹp hơn Nha Trang nhiều anh Duy. Ừ, tao nói giờ chặt chém là xu hướng luôn rồi mấy em, giờ kiếm một chỗ không chặt chém nó khó lắm luôn. Phú Quốc em thật được cái biển của Winborn là đẹp với riêng tư à anh, đẹp với riêng tư hả? Hầu như resort nào chả riêng tư má. Ở Việt Nam resort đông mà anh Duy, chắc có cao kiến để phục hồi du lịch Phú Quốc không? Nói chung là giờ mô hình du lịch bây giờ nó loạn quá rồi, anh không có cao kiến nổi luôn mấy em. Thông cảm, anh là hết thời để mấy em thông cảm nha, để cho mấy bạn trẻ giờ người ta làm. Em nhớ Sơn Tùng cũng nói một câu hết thời với anh Duy vậy hả? Sơn Tùng mới bị đào lại cái bài post cách đây chừng 12 năm ấy. Mới bài post cách đây chừng 12 năm, công nhận Sơn Tùng chơi 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 FB cũng sớm ghê. Ở đây coi, năm 2012 à, năm đó anh cũng chơi rồi mà, hình như chơi năm 2008 2009 gì chả nhớ nữa, lâu quá nhớ. Qua châu Âu với Mỹ rồi mới thấy thời tiết Việt Nam mình khắc nghiệt của anh, khắc khỉ. Tại em đi chẳng qua đi chúng hai nước đó mùa đẹp em thấy vậy thôi, chứ bên bển nó khắc nghiệt ghê mình nữa. Bên Mỹ thiên tai còn gớm hơn bên mình nhiều chứ. Bên mình cùng lắm là có bão thôi, mấy khác không có. Bên Mỹ nó tùm lum luôn, còn nó vừa bão mà nó vừa hạn hán mà nó vừa tornado, nó vừa tùm lum kiểu hết. Tùm lum Mỹ ghê lắm, mà chưa kể bị nóng nữa. Trời, nó nóng kinh luôn, tới mùa hè nó nóng chết người luôn chứ không phải giỡn đâu. Tới mùa lạnh lạnh chết bò luôn. Tụi này mà thấy bão bên khu Florida, Texas với Louisiana lần này chắc nó chạy luôn. Bão miền Trung không có tuổi hả? Thật ra thì anh cũng không biết được độ khủng khiếp của hai bên. Thấy 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 miền Trung bão ghê ghê nhưng mà anh không ở miền Trung, anh không biết nó ghê tới cỡ nào. Nhưng mà còn bão bên Mỹ á, là cái cú mà anh mới lên máy bay phát một nó bão cúp điện mấy cái 10 ngày luôn. New Jersey đáng sống nhất. Trời kỳ, tôi đi New York má mưa muốn chết luôn chứ đó. Không tới mức mà ghê nhưng mà mưa ghê lắm. Bữa anh đi New York bị mưa, mưa mà cái như đường xá không thấy đường, cây đổ luôn. Thấy cũng ghê ghê rồi đó, hiền không giỡn đâu hiền. Bữa đi sợ lắm hiền. À, cảnh sát Nhật đang điều tra một người Việt ăn cắp gì 3.200 trái lê xong bán lại cho cộng đồng người Việt chuyên mua mấy đồ ăn cắp. Đợt này điều tra ra nguyên đường dây thì đẹp mặt luôn. Cái vụ trộm ô tô sao rồi em? Cô em sống trên Sài Gòn mà lương tháng 10 triệu là thất bại, anh nghĩ sao? 10 triệu được rồi mày ơi. Có người ta làm chưa tới 10 triệu kìa mày than hoài. Cái gì năm sau em ra trường đi làm, anh nghĩ nên apply cho FPT hay Intel ngon hơn? Intel chứ. Xin visa được Mỹ khó không anh? Rất khó à. Vì học công nghệ kỹ thuật ô tô ai cũng khuyên em học xong nên qua Nhật. Ủa vậy hả? Sinh viên năm 4 ra làm công nhân lương 5 triệu dở ẹt. Làm công nhân thì cần gì phải học đại học, ra là lớp 12 làm luôn đi. Anh Duy nghĩ sao khi tư duy trời sinh voi sinh cỏ ép người khác có con sớm ạ? À, em chán mấy tư duy này quá. Anh cũng thích tư duy đó luôn. Con hay không con đó là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền bắt người nào đẻ con hết. Thế thôi, thằng chồng cũng không có quyền bắt con vợ đẻ luôn, ngược lại con vợ cũng có quyền gài thằng chồng có bầu luôn. Đó là nói về luật. Khi nào mấy em văn minh mấy em sẽ hiểu. Vì à, vâng ạ, à, tại thấy nhiều người nói không đẻ mang tội lỗi với tổ quốc. Dựa trên điều luật nào, trang nào, sách nào nói câu đó ghê mày. Tự nhiên không đẻ có tội với tổ quốc luôn hả? Đụng chạm hơi đông á, nó đã đụng chạm hơi đông đó mấy em. Anh đánh giá sao về độ tuổi kết hôn nam giới ngày càng muộn độc thân là xu hướng trong tương lai? Đất nước càng giàu người ta càng độc thân mày ơi. Bây giờ là cưới trung bình là 27 tuổi đúng không? Mai mốt giàu nữa lên ba mấy tuổi bây giờ. Khoa học tự nhiên với đại học công nghệ thông tin đang làm việc với đại học Thanh Hoa và Bắc Đại, dự kiến sẽ có chương trình liên kết và trao đổi sinh viên. À, quên nói anh nghĩ sao về sắp tới tiếng Anh là song ngữ trong trường học, liệu Việt Nam có thành Singapore? Chờ đi em, mà chờ tức tặc đi. Chính tả tiếng Việt sai lên sai xuống, song ngữ nó đâu tới nó đâu. Song ngữ cũng là đứa nào đó khác thôi chứ đâu với tới tới mấy đứa đang comment đâu đúng không mà. Tiếng Anh mà không kèm mindset thì nó chỉ là mở rộng địa bàn hoạt động từ quốc nội ra global globally thôi anh. Trời ơi, tiếng Anh gì bây giờ là một đống thằng tiếng Anh nó đổi nghề mấy em. Bình thường nó làm video tiếng Anh, nó dạy tiếng Anh, nó dạy eo, bây giờ nó dạy qua tới bó là tịch luôn rồi. Xưa nhớ anh Duy đam gì học tiếng Anh ngu mới học tiếng Trung, em đam thằng bạn nó chửi em, giờ nó có bằng tiếng Trung quay lại học IELTS thì nó khùng, nó thẳng cho buông, gọi là mẹ học dốt còn bướng nữa.
chịu, bởi tuổi trẻ ngông cuồng, mà cái tuổi trẻ ngông cuồng nó trả giá bằng gì? Trả giá bằng những năm tháng thanh xuân. Học IELTS thì không có toàn diện, SCT bao gồm science và literature. Thôi mày đem chuyện Mỹ mà nói đây làm gì, mà ơi mệt quá. Tao học IELTS tao lấy ngoại ngữ, mày còn học science gì nữa bố. Người ta cần bằng ngoại ngữ thôi. À, giờ học tiếng Trung mới là hot, cho dù làm tập đoàn phương Tây. À, tập đoàn phương Tây và thì tiếng Trung vẫn quan trọng vì các công ty cung ứng đến từ China. Thôi mày ngu dừa thôi. Ủa, mày muốn bán hàng cho người ta thì mày qua mà nói tiếng Anh, mắc gì bắt thằng mua nó tiếng Trung. Lý luận gọi là vái cái chưởng. Nói thật sự mấy thằng nói câu này là mấy thằng toàn làm mướn không à. Vậy thôi bớt cãi đi, kẻ ranh nó bậy nó bạ, không nói sen nó tùm lum la. Chừng nào đó em thấy á, mà trong trường đại học á, mà tuyển cái hệ tiếng Trung mà điểm cao hơn tiếng Anh đó thì mày đúng. Mà còn bây giờ thật sự nhảm dừa thôi. Tại sao người Việt Nam lại không ủng hộ ô tô do người Việt Nam phát triển gì anh? Quyền tự do của người ta sao tao biết mày? Còn có tiền của nó mà sao tao ý kiến được? Có tin dân leo tường đang bị chặn ở Brazil, không biết có chuyến bay giải cứu nào không? Cái tin này tôi biết rồi. Nói chung Brazil giờ chuẩn bị lóc số nước cái tội mà thả người đi du lịch xạo ke mà. Anh Duy cho em hỏi dạo này sao Nga đánh yếu gì anh? Quýnh lâu ngày cũng phải mệt chứ em. Phòng không Ukraine lấy gì phòng thủ anh Duy? Lấy Patriot chứ lấy gì mày? Patriot. Ai nói Nga đang yếu? Nga đang cho Ukraine cơ hội để đầu hàng, tránh quỷ diệt hàng loạt. Nga chưa đánh tổng lực thôi. Một nhà hiền triết trên TikTok cho biết. Mỹ đã gì Iran đang mong Mỹ đàm phán lại hạt nhân. Cũng có thể đó bạn. Vài bữa Trung Quốc với Nga đánh sập petrodola. Mày lo mua nước tương ăn đi mày ơi. Chứ ta chưa thấy thằng nào comment câu này mà nhà nó giàu rồi đó. Trung Quốc vừa ký hợp đồng mua bán dầu khí UAE tháng trước, giảm 30% lượng dầu mua từ Nga để mua của UAE, nhưng không nói trả bằng yuan. Thì các bạn biết trả bằng currency nào rồi? Trả bằng Việt Nam đồng đó mày ơi. Có vụ lính Nga giờ đi được bao nhiêu ngàn đô hả Duy? Không biết lãnh đô hay đô rúp. Không tính thì giá đô la Mỹ, nhưng mà trả tiền trả tiền rúp không? Do Thái lên mặt trăng chưa anh? Hay là những người Do Thái bay tới mà mặt trăng? Ủa chứ mày học thuyết vũ trụ của ông nào vậy? Anh chỉ hỏi mày đang học thuyết vũ trụ của ông nào vậy? Mà cái thuyết vũ trụ cho tới ngày hôm nay chưa có ai có thể đạp đổ đó men. Đố em đó là Ukraine và Belarus đang căng thẳng phải không anh? Dọa nhau chơi thôi chứ Belarus cho tiền cũng dám nữa, thiệt luôn. Dọa nhau cho vui thôi, vay ngụy cứu triệu đồ làm cho nó drama nó ghê vô. Chứ bản thân Belarus không thể nào đụng được Ukraine. Em nhìn quốc lực của Belarus coi. Belarus dân nhiều, tiền nhiều, lính nhiều. Coi quốc lực như thế nào. Đánh Ukraine chỉ có thể có Nga đánh nổi thôi. Anh nói thiệt, Belarus không thể. Năm ngoái nghe thuyết âm mưu là Nga tấn công Poland, nhưng mà mãi không thấy anh. Hù thôi chúng có đó em. Poland nằm trong NATO sao lắm. Trump đắc cử sẽ đè bẹp Ukraine đúng không anh? Hồi đầu mày nghe ổng mày ơi. Bữa nay bên Nga thì không có tin gì hot em. Chỉ có tin là cháy kho dầu thôi. Kho dầu mà cháy liên tiếp, trời cháy dầu biết bao nhiêu kho luôn rồi đó. Bây giờ chiến thuật của Ukraine là tập trung lụm kho dầu nghe. Lụm kho dầu với lụm khí tài, tàu hay là máy bay gì đó. Sao Ukraine phát hiện được khí tài với kho dầu sâu trong Nga hay vậy anh? Các anh nghi Mỹ chỉ quá mẹ. Ông tổng thống Nga nói Ukraine thiệt hại số quân khí tài gấp 10 lần Nga, có thiệt không anh? Không, Ukraine không có giàu vậy đâu mày ơi. Ukraine nghèo thế bà luôn, đâu ra thiệt hại gấp 10 lần. Quân Ukraine hiện tại chỉ là đến thuê với anh. Không, Ukraine cũng có giàu vậy, mướn người đâu mày ơi. Cùng lắm có dạy ông tình nguyện về rồi bà đó tới đợi nào rồi. Anh nghĩ Pháp có thả CEO Telegram không anh? Quan trọng là ông CEO đó có biết điều hay không chứ em. Vô biết điều mới thả được chứ không biết điều sao tao thả được. Tự nhiên tao tốn bao công sức bắt họ có thả không? Không hiểu tuổi trẻ hỏi gì luôn. Vậy nếu bắt luôn app Tele có bị sập không anh? Không, app Tele thì ông người khác điều hành thôi chứ có đâu sập siết gì. Thì bây giờ ông CEO cùng lắm cổ phần ông nhiều nhất thôi, giờ thì ông bị bắt rồi để đó, cổ phần ông giữ đó, đưa người thứ hai lên lãnh đạo thôi, gì đâu. Một nhà máy điện ở tỉnh Rayan cách Moscow 200 km đang bốc cháy nhiều giờ liền, chưa có thương vong nguyên nhân. Không, thường thường mấy vụ bốc cháy đó không có thương vong, chỉ là cháy tài sản thôi. Dia tình báo quân sự Mỹ cho biết 90% máy bay của Nga đã di chuyển khỏi tầm bắn của ATACMS và giờ đang cách xa so với nơi giao tranh. Vậy thì nếu mà lỡ có biến bay chắc hơi xa em ha. Mấy cái F-16 Mỹ cho Ukraine sao rồi anh? Ukraine cũng còn đang giấu đâu biết đâu. Ukraine muốn tấn công tên lửa vào thủ đô Nga, anh nghĩ Mỹ có cho không? Ồ, Mỹ không cho đâu, Mỹ cho là cái như Nga mệt đó chứ. Mỹ không cho mẹ. Mỹ cho là Nga mà sắp Hamas sắp biên giới nữa ha, nã rồi. Nên cái việc mà đánh vô cái Kursk đó là dùng khí tài nó cùi ha. Đồ nhà Ukraine thôi, chứ không có đem khí tài xịn qua. Chủ tịch Hạ viện Nga cáo buộc Mỹ muốn kiểm soát Telegram. Thôi, muốn nói gì đó nói thôi.
bắt lạm phát mà có muốn kiểm soát thì nói là Pháp kiểm soát thôi, chứ mấy câu nói qua nói lại không gì để bàn luận hết nha. Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch đặc biệt, Ba Lan cạn vũ khí hỗ trợ Ukraine. Má, trên đời có hai cái báo mà xạo ke nhất luôn đó mấy em. Đối với em là báo nào? Người ta chỉ nói là bây giờ là Mỹ là phải lo F-35 trước, xong rồi Ukraine mới chuyển mấy con mít còn lại, Ba Lan mới chuyển mấy mít còn lại giật hồi thành cái cạn kiệt vũ khí chuyển giao luôn. Báo đài không chính xác, anh Trang nói này Trang nói về kia, không phải chính xác nhưng mà có Trang nó xạo quá. Có Trang nó nói chung là gì, cái tựa nó khác khác chút thôi, còn này nó xạo quá mấy em. Một ngày nào đó Ukraine cũng sẽ bị bỏ rơi, không ai có thể cho đồ mãi được, chỉ có là lực đất nước thôi. Ukraine thì có thể thắng mà cũng có thể thua, nhưng mà cho dù thắng hay thua như thế nào chăng nữa thì kịch bản của Nga cũng không thay đổi. Bây giờ bạn nghĩ nếu mà Nga thắng Ukraine luôn, Nga control nguyên nước Ukraine luôn, thì những lệnh cấm vận đó có gỡ không? Và vùng đất Ukraine nó có yên bình không? Hay là người Ukraine là tiếp tục kháng chiến nữa? Nên gọi là theo cao kiến của Duy Nguyễn thấy là kịch bản tốt nhất mà Nga có được đó là dùng đệm, biến Ukraine thành dùng đệm, chứ không có kịch bản nào có thể tốt hơn. Dùng đệm là gì? Là cái chỗ đó luôn xảy ra giao tranh, không bằng kiểu này thì bằng kiểu khác, không quýnh chính quy thì quýnh du kích. Bức tường Kiev chia đôi cho Ukraine khả thi không anh? Khả thi, nhưng mà ngoài mặt ông Zelensky ông sẽ không chịu, em hiểu không? Ông không chịu, nhưng mà năn nỉ từ từ chắc ông chịu. Tại vì cái ông không chịu là cái gì? Là cái bánh xe lịch sử sau này xoáy vô ông. Nó là trong triều đại của ông, đất nước bị mất, đánh riết lạng quạng kéo dài 10 năm luôn quá, không thấy Ukraine có vẻ gì mệt mỏi. Giả sử giả sử anh cầm quyền nước Nga thì anh có định phát động chiến tranh bây giờ không? Không. Anh bao giờ anh cũng qua cái mindset của anh là gì? Build lực nước cho nó mạnh. Cái anh quan trọng nhất là lực nước cho nó mạnh. Đánh đấm là cái chuyện nhỏ thôi. Anh là con người không thích chiến tranh, em hiểu không? Nên anh sẽ không ủng hộ bất kỳ cuộc chiến nào cả. Từ khi nào con nào vô nó quýnh mày trước thì mày tự vệ khác nha. Theo anh nghĩ năng lực quân sự Israel có thể cân được cả Trung Đông như vậy đúng không? Trung Đông nhân 2 cân cũng được, chứ có gì đâu cân được. Trời. Bây giờ chỉ nói một câu đơn giản nè, Israel nằm chỗ quýnh được hết Trung Đông. Nhưng mà Trung Đông phải muốn quýnh Israel phải kéo lại gần, mà kéo lại gần đi nó khó. Cân được cả Trung Đông gì? Gọi là Israel đối với anh đó là overqualified. Overqualified in Middle East. Cân được cả Trung Đông nhưng bị Tiwi cho ăn hành thì cũng như nhau, ngu 5 phút. Ủa Israel liên quan tới Tiwi mày? Iran có tên lửa đạn đạo nghe nó mạnh lắm, không biết Israel có rung không? Có, Israel rung thấy mẹ luôn. Mà biết sao rung á em? Cười rung giống gì chơi đó. Cười rung á em. Tên lửa đạn đạo mạnh dữ sao thu nhập có 4.000 người vậy? Bây giờ em có tin quốc gia thu nhập 4.000 người á, có cái technology để làm được cái tên lửa đạn đạo mạnh không? Hay là claim cho nó vui thôi? Nói chung người anh nó lý tính lắm em, nó không có tình cảm nha, tình cảm để qua bên, khi mà nói chuyện là phải đúng và sai, còn tình cảm là lúc mà tình cảm là khác. Bởi vì em vợ em nó chửi anh hoài à, nói ủa mà tụi mình thương nhau mà sao anh cứ đúng sai với em hoài vậy. Cái anh nói không được em, thương là thương nhưng mà đúng sai là cái nền tảng nên tồn tại, sống trên đời phàm nói chuyện nó phải có lý. Kinh tế Israel mạnh nhờ kiều hối đúng không anh? Không cần, nước nó cũng giàu sẵn rồi, kiều hối hiếp gì. Ông Trump cảnh báo chiến dịch Kurs có thể châm ngòi World War 3, anh Duy nghĩ sao? Thì cũng có thể. Nếu mà giờ Ukraine quýnh cút làm Nga cọc quá, Nga phóng nấm, Nga phóng nấm thì NATO đập lại Nga rồi đó, quật qua ba chứ gì nữa. Thì ông Trump nói câu đó thì cũng có thể. Con người mà không có tiền là nỗi sỉ nhục và sự khinh bỉ. Một quốc gia nào đối khổ thì cũng vậy, Duy đúng không? Quá đúng. Thấy người dân của quốc gia mà ví dụ như ông nói đối khổ mà ra nước ngoài ta khinh khi đồ này nọ kia. Cổ phiếu gì? Cổ phiếu của gì? Hathaway vừa chạm kỷ lục mới, 700k một đô share. 700k đô xe, 700k đô quá nhiều vậy, 700k đô thiệt không? Sao đa số truyền thông dân chủ truyền thông Mỹ nâng dân chủ lên không gì anh? Tại vì nó theo phe dân chủ em hiểu không? Chắc có thể dân chủ tài trợ hay gì đó ai biết. Lại nghe một tên tội phạm xạo láo về lá chắn tên lửa. Mày anti ông Trump hả mày? Trời sống làm người anti ông Trump làm gì, không ủng hộ ông thôi, mắc gì anti ông mày? Mày anti ông Trump vậy mày phò bà kia nhục hơn đứa con. Ủa xạo láo chưa biết nào xạo hơn nào luôn thiệt chứ, chẳng qua ông Trump nói nhiều quá mày soi thôi. Bây giờ mày soi qua bà kia coi bà có xạo không? Vô chửi đương nhiên tổng thống là hèn mấy em. Thông cảm nha em, anh là thuộc màn chơi ba phải mấy em. Anh là vậy đó, mặc dù anh là cá nhân anh là anh fan của Trump nhưng mà cụ Trump làm bậy anh cũng chọt cụ luôn. Nhưng mà kêu anh chọn lựa giữa hai người ta vẫn chọn cụ. Anh vẫn chọn cụ, anh không thể nào chọn bà kia được, mấy em thông cảm nha. Ông Donald Trump hơi khó đậu nhiệm kỳ 2. Kệ động đậu chuyện số phận ông thôi chứ anh biết gì giờ mấy em. Trump đắc cử thì có cái project khủng quá, project móc gì cũng muốn làm là làm hả ba, không có sao đừng lo đó, chẳng qua là bên phía dân chủ ta chặt chém cho ghê thôi. Em tin anh đi, ông tổng thống không phải muốn làm gì là làm đó. Vấn đề ví dụ như á, em chọn một ông tổng thống á thì không có sợ ông lạm quyền đâu, em chỉ sợ ông ngu thôi, bảo đảm nó luôn xiềng luôn. Mỹ làm gì về biên giới Mexico, nhiều người từ nước khác qua mà sao Mỹ không đuổi mấy thằng đó về với anh? Luật nhân đạo của Mỹ không cho phép đuổi, tại cái quy trình đuổi một người rất là lâu chứ không phải là chuyện nhanh, nên cái bọn tội phạm nó lợi dụng vô cái lý do đó nó qua hoài.
mà xong ông Biden nó còn nhân đạo nữa. Ông Biden nó cho cái thằng mà đi đi lậu bên Mỹ lấy nhỏ con gái người Mỹ xong rồi được vô quốc tịch luôn mấy em đó. Ông Biden chơi thương người đó, ông Biden nó rất là thương người mà thương người nước người ta nha mấy em. Ông nói là giờ thôi kệ đó, thằng đó có thể nó sai nhưng mà sự chọn lựa của dân Mỹ là đúng, mà chắc là nhỏ nó chịu thằng đó nên chắc phải vấn đề gì thôi đó cũng được thôi, chạy cho đổi đời. Nhưng mà ngày hôm qua đó là cả như bên bang tách sạch quyền thoại đó, không mà tách sạch quyền thoại ông thống đốc gọi là Jeff Jeff gì, gì quên bà đó là cái gì 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 a bọt đó quên rồi. Rồi ông thống đốc đó đó ông đập bàn cái đùng, ông ký được một sắc lệnh ông bác cái đó cũng Biden luôn. Rồi giờ là mấy khứa mà đi lậu qua bên Mỹ xong giờ lấy gái Mỹ là nghỉ nghỉ vô Mỹ luôn đó mấy em. Tin tin cực kỳ chấn động luôn á. Nên nói chung là cái vụ gì á bạn coi, mà nếu mà đập chính quyền liên bang á thì chỉ có bên Texas thôi. Texas với Florida đập mạnh nhất. Phe Cộng hòa trước giờ ít fan hơn phải không anh? Fan không đo được em ơi. Sao fan đo đong đếm được? Bữa nay coi ông Trump có thêm phó tướng mới kìa mấy em. Có một cái bà Gaba, không biết tên Gaba hay tên gì, tên bà đó hơi xấu mấy em. Tên bà đó hơi xấu nhưng bà đó cũng ngầu lắm á, cũng diều hâu chứ không phải giỡn thôi nha. Bà đó ngày trước bà đảng Dân chủ á mấy em. Rồi sao bà chịu không nổi bà Nikki Haley bà đi ra luôn. Cô lộn xin lỗi với em, bà chịu không nổi ông Joe Biden, bà chịu không nổi ông Joe Biden, bà chơi bà đi ra luôn, giờ bà theo ông Trump luôn rồi. Bởi vì ông Trump có hai hàng tướng. Đó. Bên ông Trump là có hai hàng tướng mấy em. Một ông là gì gì Robert Kennedy Jr. Không biết phải vậy không, giờ nhiều quá không nhớ nổi nha, hôm nay anh hơi nhức đầu. Và thứ hai là cái bà Gaba này. Thương người kiểu này em không bên cho ông Biden rồi, nghĩ sao qua cua gái Mỹ cưới gái Mỹ mà cho quốc tịch, thì ông Biden nóng vậy đó mày ơi. Nếu ông Trump đắc cử thì nội các ông Biden bị mất việc hết phải không anh? Thì đúng rồi, thì nhiệm kỳ hết thì hết việc thôi chứ sao em. Sao bà Kamala không kiềm chế cảm xúc được mà cười hoài với anh? Tại vì bả anh nghe tao nói là bà ở trong nhà bà có nuôi thú cưng của em, bà có nuôi con bé con pet đó mấy em, là con gì. Trường của bà Kamala cũng ok mà sao anh Duy đánh giá không cao anh, tại mày ngu mày mới thấy ok thôi. Ông có cái trường thấy ối gì mà ok, cái trường thua trường Hiền Nguyễn nữa, mà thấy trường Hiền Nguyễn anh còn đam như gì nữa, toàn mấy trường cua bắp không bàn về giáo dục biến. Đã là bàn về giáo dục thì phải là trường xịn đúng không, còn mấy cái trường cua bắp đi ra chỗ khác anh lặng vậy đó. Học trường nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Ê, em nói mày câu này mày ngu mày giận không, anh hỏi thiệt mà luôn á. Anh à, mày 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 nói là học trường nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nếu mà giờ anh nói em ngu em có giận không? Nếu mà em không giận thì nói tiếp rồi em giận rồi thôi, tại vì anh nói vậy anh cũng thấy hơi kỳ kỳ. Anh nói có lý thì nhận chứ gì đâu, đâu đâu có lý. Thì em nói câu học trường nào cũng nhau như nhau, quan trọng là gì đó, mà mày dùng cái chữ trường nào cũng như nhau tao thấy tao ối bà đó rồi đó. Thường thường mấy học mấy thằng nói câu đó là học dở ẹt à. Học trường giỏi bạn đó gì à, học trường giỏi bạn nó cũng giỏi, học trường cùi bạn nó toàn là báo đời. Đúng luôn. Vì à, thà học à, bình thường ở trường top còn hơn học giỏi ở trường bình thường, có đúng không anh? Chính xác. Bà Nikki Haley, Taiwan hoàn toàn xứng đáng được xem là quốc gia trong Liên Hợp Quốc. Chưa thấy China gửi qua răng để death sentence. Các bà đó giờ bà không ra nữa nên gọi là gì China không quan tâm luôn. Những người bỏ 60k để vượt biên xin tị nạn qua Mỹ, anh thấy sao anh? Nhục. Mà thấy làm gì mất mặt, nhục. Nhục quốc thể. Anh ghét nhất cái vụ container là một nè, vụ leo tường là hai nè, cuộc đời anh ghét nhất hai cái đó rất thề luôn. Bao nhiêu cái thằng chân chính nó ra nó xin visa nó rớt lên rớt xuống nó khổ thấy mẹ nó luôn. Còn bây giờ mà chơi như vậy đó là thấy là nhục rồi đó, khỏi bàn cãi đi, chưa kể ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia này nọ các thứ. Hello GN everyone, công nhận Texas giờ đa số cây xăng nào cũng chủ ấn hay bệnh viện toàn gặp ấn. Không, cây xăng sao chủ ấn được, cây xăng là chủ Trung Đông đó, ông lộn rồi đó ông ơi. Cây xăng là Middle East chứ không phải là ấn, ấn vô khách sạn mới gặp. Còn trong trường học với bệnh viện thì cũng có ấn đúng, nhưng mà cây xăng đó là không phải ấn nha, là miền Trung Đông. Temporary blocking undocumented spouses in America, in America to be legal resident. Do you think it's the good decision in Texas with recent day? Trời đúng chứ sao cha, đúng đó đúng rồi. Nghĩ sao mà bây giờ người Mỹ mà đi đi cưới một cái người mà nhập cư bất hợp pháp vô mà được, cái đó là đúng. Texas bỏ đúng. Cái này ủng hộ tới sạch hoàn toàn luôn, nó tạo sự công bằng cho người dân Mỹ. Sam cố, thí dụ như bây giờ hai đứa yêu nhau đi đúng không, hai đứa yêu nhau thì cái nhỏ này phải khuyên thằng này như vậy đúng không, nếu mà xác định đến với nhau nghiêm túc thì anh hãy về nước của anh đi đó, em sẽ làm hồ sơ bảo lãnh cho anh bằng cái con đường chân chính, vậy mới đúng. Là nghĩ sao vậy, nên nhiều khi tao nói là tất sạch đáng sống là tại vì nó giữ được những cái giá trị của loài người. Còn đưa cái ông Biden lên ông làm tùm lum tùm la lục tà le học me, ai mà ủng hộ cái đó là đối với tôi là người không tốt, vậy thôi. Cái gì nó phải công bằng, nó phải đúng thôi chứ, luật luật viết ra để cho ma nó ở nữa. Không được nói những điều mình nghĩ thì xã hội không khá lên được, nói một đàng là một nẻo xã hội chết. Duy Nguyễn nghĩ không đúng, đúng xong đúng, quá đúng rồi ông ơi, quá đúng chính xác.
Cách đây mấy tháng thấy Duy nâng đem nâng Biden quá trời, kha kha kha, bậy rồi à, bậy rồi nha. Cái nào đúng thì thôi nha, đừng có ẩu nha. Cái chuyện mà nhập cư lậu tôi quốc tới nơi luôn á chứ đừng giỡn. Nói chung á, tôi là giờ là cái nào mà nó hợp lý, nó công bằng á thì mình ủng hộ. Còn cái nào tào lao á thì ông theo Trump hả? Tôi cũng theo Trump nè, nhưng mà ông theo cỡ nào? Thí dụ như ông theo lố quá là ông theo mình ông đi nha. Tôi theo vừa vừa hà. Mặc dù lúc mới qua thích Obama thì Obama cũng được, Obama cũng giỏi cũng được, có gì đâu đúng không? Nhưng mà chỉ con cái bà sau này bà tệ thôi chứ Obama ok. Chứ còn cụ Biden lúc trước được, nhưng mà cú này bể quá. Từ lúc tôi thấy cụ Biden rất là bể là cụ Biden cụ chơi cụ giết chiếu nhường ngôi cho bà Kamala. Theo tôi góc nhìn của tôi đó là một hành động phản dân chủ của Mỹ. Cái hành động đó là hành động mà ông Trump nói đúng. Ông Trump nói câu lại gì? Bà cụ Biden thực hiện một cuộc đảo chính. Đúng, câu đó rất hay. Bởi vậy chỉ có cụ Trump mới nói được những câu thông minh vậy thôi. Còn bạn nào mà thấy cái đó là bình thường, tôi không hiểu góc nhìn bạn sao luôn, bình thường. Không, ông thấy chỗ đó làm sao? Ông thấy cái chỗ mà để là cái chiếu nhường ngôi cho bà Kamala vậy thì sao mà? Ông Biden kiểu bị các quan ép cho thoái vị. Không, cái chuyện ông thoái vị là chuyện của ông thoái vị, cãi ông. Cái vấn đề nó là ông giết chiếu nhường ngôi cho bà Kamala. Chứ không có chuyện cái thoái vị gì. Không có giết chiếu nhường ngôi cho nó được. As I know that undocumented husband, wife are people who have been living in the US for more than year. For Malaysia, you either don't legalize them or send them back home. What are you doing to them then? Thôi mệt quá, nói tóm lại về nhập cư lậu gì đuổi cổ về thế thôi. Khỏi nói nhiều đi, mệt quá, ý kiến còn kỹ gì? Còn không thì ví dụ như bây giờ hoàn cảnh mà bị đường cùng gì đó thì lúc đó viết giấy tị nạn gì đó theo luật. Không có mấy cái đó cút cho vuông, không có ai rảnh đâu ngồi đây cãi lộn. Không vậy được không em? Lẽ anh yếu đó lẽ. Ví dụ nhập cư lậu đúng không, nó sẽ có hai trường hợp. Một là bị bức tử tới đường cùng bỏ chạy, ok, cái đó thì nếu mà phụ thuộc vào những cái luật nào của Mỹ thì đó ông viết đơn, ông xin và chờ giải quyết, đúng không? Nếu mà cái đơn của ông nhận thì ông được nhận, cái đơn của ông bác thì cũng về luôn. Còn bây giờ thí dụ như nhập cư lậu từ Mexico đúng không, Mexico đi qua Mỹ mà lậu thì bây giờ là bắt đường cái trả thẳng về Mexico liền. Mexico không nhận đúng không, cấm vận kinh tế Mexico luôn. Ông đừng cho làm tổng thống, anh làm tổng thống anh chơi vậy đó. Mùa này anh Duy không theo cụ nhiều nữa, không, tại mùa này theo từ từ, nhưng mà tại cái kẹo chưa chắc em hiểu không, tức là cái kẹo cụ ăn mùa này 50-50, còn kẹo cụ vừa rồi em ăn chắc luôn mà chắc cái kiểu đó mới đau chứ. Úc mở chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép và dục sinh trốn ngoài làm. Nên vậy đi, nói chung qua nước người ta báo quá. Cụ Biden đã khóc, giờ nó quyết định đúng đắn nhất của cụ là tiến cử bà Harris. Tạ không phải ông khóc gì đó, ông đó nói vậy phải hiểu là ông khóc gì ông bị bức tử đó cha, chứ ở đó mà khóc gì tiến cử bà này không có cửa đâu, trên đời không người nào vĩ đại vậy đâu cô. Nói chung em có cái đầu phải biết suy nghĩ chứ, mà vô đây mà thả pháo chỗ này hoài sao nói chuyện mày. Mấy em có tin rằng cụ Biden cụ khóc tại vì cụ tiến cử được bà này không, hay là cụ khóc vì cụ tức cụ muốn làm mà bị bức tử? Mà chỉ có bức tử người ta mới khóc vậy thôi chứ thiệt anh cũng khóc nữa. Tức là cái gọi là cái hoàng hôn nhiệm kỳ nó quá, nó là một cái là một cái gì spark, một cái box memory. Ủa bữa nay ông Trump mới có phó tướng nữ kìa, xong ai chúc mừng ông cho vậy? Không, anh nhìn sơ sơ bà này cũng được á, bà này cũng ngầu chứ không phải giỡn đâu, bà rất giỏi nha các bạn. Năm 21 tuổi bà làm bà làm dân biểu của bang rồi đó. 21 tuổi bà này đi lính ra mà bà chưa ra đó ông ơi, bà đi lính hơi bị lâu luôn á, bà đi lính lâu lắm. Giờ biết ra chưa, giờ chắc ra rồi. Ông Biden đã lên như cót cuộc đua tổng thống, bỏ cái đống tiền vào đường đua, bị ông Trump kêu già, ông còn không định sức khỏe tốt, thế cuộc thay đổi tình gì, thay đổi tình hình chỉ vì đảng dân chủ ép thối vị ấm ức thật. Người già người ta cần danh dự. Anh thấy cũng đúng đây, mà nói chung mới gặp anh như cụ đúng không, anh như cụ là ta chơi ok thôi, mình già mình nghỉ, tụi bay tự ra rên đi là bảo đảm là không có cửa tới bà Kamala đâu. Không có cửa tới bà Kamala, lúc đó là ai giỏi ra rên, còn không giỏi thì thôi khỏi rên. Đoạn này mà còn đoạn này là ổng chỉ định là bà này ra, nên mấy người kia người ta không dám kháng chỉ nữa. Ngày mai Harris đi phỏng vấn CNN mà mang thêm ông phó theo, kha kha kha, mất tự tin quá. Bà Harris cái gì cũng tệ, bà hút cần nên bà cười hơi nhiều. Ê bà cười thôi chứ bà hút cần không có nha ba, tôi chưa đọc cái thông tin nào nói bà hút cần nha, đừng có ẩu à. Điểm yếu chí tử của cụ hiện nay là sa đà vào chuyện công kích cá nhân. Ồ, sa đà của cá nhân là chuyện của mấy cha nội bên đem khóc thôi, chứ thấy ông Trump có công kích cá nhân cái gì quá đáng đâu. Ủa bây giờ mày nghĩ coi, bây giờ mày đứng công bằng cho cụ Trump không phải bên cụ, nhưng mà cái này đúng nè. Trong cái đại hội của bên đem á thì nói chung là cả tá người mười mấy người luôn, 3-4 ngày liên tiếp lôi cụ ra chửi từ ngày tới sáng, từ sáng tới tối, từ khuya tới đêm đó. Vậy có phải công kích không? Còn bây giờ cụ Trump người ta nói lại thì là giật.
nó trong cái cuộc chơi này á, cụ Trung chịu khá nhiều ở mức nó không công bằng cho cụ. Sai lầm của bên dân chủ là quá tin vào sức khỏe của Biden, bây giờ thay đổi là quá muộn, nhưng mà bà kia mới được ủng hộ thôi. Cái thế mạnh của bên kia là đoàn kết, nó gọi là giống như là ngồi nâng nhau ghê lắm. Còn bên phía bên 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 cụ Trung á thì chia rẽ, bên cụ Trung á là tự do, không ai nâng ai hết. Theo mình, cụ Trung có thể giải quyết hết tất cả vấn đề với điều kiện có quân sư là tôi, thiệt uy tín luôn. Tôi quân sư cho cụ rồi, bao ăn điểm luôn mà. Tôi rất là cứng đúng không, nhưng mà rất là đoàn kết luôn. Cụ Trâm, cụ Hứa, cụ Tánh, cụ Bất Cọc đi, để mấy đó em lo cho. Giống như giờ tôi nói là vụ Ukraine, cái vụ Israel với Palestine đưa Di Nguyễn giải quyết cái là cái một là xong, không có gì hết trơn. Với điều kiện mà Di Nguyễn phải có cái quyền như ông Trâm nha. Bằng chứng là mấy người bên đem quay sang ủng hộ cụ, không phải đâu ông ơi. Mấy người bên đem người ta quay sang ủng hộ cụ là người ta không thể nào chấp nhận được cái bà này, ông hiểu không? Đó là lý do người ta không chấp nhận được cái bà này, nên người ta mới phản, người ta mới qua theo cụ. Chứ còn Tánh, cụ còn Cọc đó, cụ nói chuyện cũng lập lửng lắm. Nếu đem không đoàn kết thì không cần đi vote nữa vì biết kết quả rồi, Mr. Trump for sure. Không, nhưng mà tôi thích nó vậy đó ông ơi. Cái gì nó phải có sự gọi là khác biệt chút đỉnh chứ, mấy cái gì đâu mà 10 người như một như mượn robot. Cái đó là cái em cũng đánh giá cao về cái đem luôn á. Cái đem nó có những chính sách nó rất là sàm ke, bằng cái mỹ dân là cái nhất, cái thứ hai nó lấy tiền thuế người này cho người kia một cách vô tội vạ là cái thứ hai nó, và cái thứ ba là cái chuyện mà trăm người như một, nhìn nó sao sao á đó. Nhưng mà cái hay của đem á là đối với về mặt thế giới á là đem đoàn kết được, nhưng mà cái yếu của đem á là về mặt thế giới quá yếu mềm đó, quá yếu mềm dẫn ra chiến tranh loạn lạc từ lưa. Nói vậy nó công tâm chưa, đi làm đóng thế đi là biết nên ủng hộ ai. Thì chuyện đó đương nhiên là về đồng thuế sử dụng cho đúng, đóng thuế thì chuyện đó đương nhiên, nhưng mà cái vấn đề đồng thuế sử dụng sao cho đúng chứ. Mà giờ tự nhiên thằng kia nó leo tường té gãy tay nó, xong rồi ta lấy cái tiền thuế của mình đi băng bột cho thằng đó, thấy nó sàm ke chưa. Đối với diện nhập cư lậu, có xác suất nào cho người nhập cư dạng tinh anh không anh? Ủa làm sao? Thì mà nhập cư dạng tinh anh có sao không có? Bây giờ em có biết luật của Mỹ chưa? Em chỉ cần qua Mỹ em học BSD thôi là em thành công dân. Đó là lý do bên Trung Quốc người ta kéo qua học BSD mấy ngành sàm sàm quá trời. Đã là nhập cư làm gì có tinh anh, có sao không có không? Bất dở ông nội, ông biết rồi. Bây giờ thí dụ như ông đi thi Olympic, ông được huy chương vàng là ông được trở thành công dân Mỹ. Cái đó ông làm gì ông biết được? Nhưng mà Trung Quốc biết là được rồi, được rồi. Chỉ cần Trung Quốc biết thôi, ông biết làm chi? Nhìn con trai, nhìn vụ con trai của Biden, của gì của Biden là biết đem hết thời. Dù gì, ủa con trai của Biden thì kệ con trai của Biden chứ làm gì đại diện cho đem cha. Con với cha cùng bắt tay nhau tham nhũng. Ủa phải cái đó điều tra đi ông ơi, cái đó ai biết. Cái đó thì nói chung á, muốn chơi cú đó thì bây giờ là bên bên rep phải mạnh lên, bên góp mạnh lên để mở cuộc điều tra ra coi có không có. Chứ bây giờ chỉ là thiết âm mưu thôi, không biết được đâu ông ơi. Chứ mà tôi chỉ biết cái vụ này là có nè. Thứ nhất là ảnh sách, đúng không? Chơi chụp chơi phần sách ba đó, ảnh sách là coi đó là chắc chắn là có. Cái thứ hai có là bụp nhỏ chị dâu, chắc chắn là có. Nói chung là trong quan điểm của anh là gia đình nó bẩn bựa em, gia đình bẩn bựa, con nhỏ chị dâu bẩn bựa, mà thằng em này cũng bẩn bựa luôn. Quan điểm của anh vậy, nếu mà lỡ mà chồng mất thì không thờ chồng thì cưới thằng khác. Chơi mà đi cưới thằng em trai luôn nữa hơi lầy, mà thằng em trai mà lụm nhỏ chị dâu luôn cũng hơi mạng. Nói chung hai cặp này nó lạ lắm. Về những cái gì anh nghiên cứu được á, thì anh đánh giá là gia đình của cụ Trâm vẫn chất hơn rất là nhiều. Cho dù có thể là quan điểm đường lối hay là phát ngôn hay gì đó nó cứng hay sao sao đó, nhưng mà về cái lối sống á, nó vẫn chất hơn. Mà chất nhất là Ivanka Trump. Nể nhỏ nó giả man, nhỏ vừa giỏi mà nói chuyện vừa hay mà hành động vừa ngầu nữa. Mà anh biết cũng có rất nhiều người nể nhỏ đó luôn. Nói chung là trong gia tộc của ông Trump á, thì nhỏ đó thấy là ok chứ. Còn thằng con 17 tuổi nó còn quá nhỏ. Thằng con 17 tuổi nó còn quá nhỏ, chưa gì nói được hết á. Vì coi cái anh cháu của Trump phát biểu chưa, dễ thương không, nhưng mà vụ cụ Trump mà cũng đem người của cài cắm vô ghê quá thì cái đó là thấy nó hơi bị, nó có một cái màu độc tài, không hiểu không? Cái đó tôi không chịu. Nó vừa vừa hay phải, nó hơi lộ quá, không nên vậy. Tôi nói rồi, tôi để tôi làm quân sư cho cụ. Đúng, tôi làm quân sư cho cụ là chỉnh y bài luôn. Ông đang nói nhỏ con dâu hay nhỏ nào, con cháu là con nào, con cháu tôi chưa biết luôn, con cháu nào nữa, sao nhiều con quá vậy. Một số người nói bầu cử tổng thống Mỹ là do tài phiệt, theo anh thì không nghĩ vậy, thật ra thì cũng đúng một phần á. Tại vì tài phiệt chi tiền, đúng không? Tài phiệt chi tiền để làm gì? Đúng một phần nhỏ thôi nha, chứ không đúng hết. Cái câu mà là tài phiệt là đúng một phần nhỏ. Ví dụ như tài phiệt chi tiền để làm chi? Để in băng rôn nè, in nón, in áo, đi quảng cáo, gõ cửa từng nhà rủ đi bầu. Đó, có tiền mới làm được chuyện đó nha. Còn cái sự định vẫn là người dân. Tài phiệt tới lúc đó, tài phiệt cũng ngồi đó giống như coi chứng khoán vậy đó em. Hồi hộp lắm. Có khi nào ông Trump vụ tích chặt cho đã xong rồi thất đã gì thất office rồi ban không anh? Ai biết, chắc có, ông Trump cũng tà đạo lắm, đâu biết được, chắc cũng có thể đấy. Anh Duy ngắm New Jersey trên the S, thấy New Jersey xa hoa tráng lệ không anh? Không, quá nghèo so với New York. I'm sorry when I said that.
chỗ DS tính ra đỉnh cao của nhân loại, tới New York City mà không đến là coi như chưa đến New York. Thật ra nếu mà New York mà chơi nhà cao tầng nó tới mấy cái rồi em ơi, chứ không phải có hai cái anh đi đâu, nhưng mà hai cái anh đi đó là hai cái anh chọn, còn có mấy bạn ta đi là mấy khác nữa, một thế giới đâu. À, Duy thấy tường biên giới với dạng Lý Trường Thành cái nào đẹp hơn? Hình như công dụng tụi nó như nhau phải không Duy? Công dụng tụi nó như nhau, nhưng mà nói chung là dạng Lý Trường Thành thì nhìn nó rồ hơn ông ấy, nó ngầu hơn, nó làm bằng đá đồ xịn sò hơn, còn kia nó làm nhìn nó bằng sắt thôi, nó không good bằng, ông hiểu không? Mà người ta nghe nó có một cái fast track đó em, xây đâu mà double check cái fast track này coi. Người ta nói Trung Quốc là nhận là dạng Lý Trường Thành của mình, là thật ra không phải nha. Tất nhiên cái dạng Lý Trường Thành đó là nhiều triều đại xây mà nhiều người cùng xây, nhưng mà cái dạng Lý Trường Thành đó đầu tiên á là hình như là người ta nói là người thổ dân người ta xây em, người thổ dân người ta xây để người ta chặn, người ta không cho Trung Quốc qua em. Cái đó là anh mới phát sắc lại thấy vậy đâu em, double check lại có đúng không em? Thổ dân không đủ đẳng cấp để xây một cái quy nga như vậy đâu anh. Quy nga dữ lắm, mày đi cho biết quy nga. Mọi người có thể nhìn Ray War ở China, cái mặt phòng thủ có ô cửa để bắn cung tên nó quay về nội địa TV. Vậy thì phát sắc sao xây? Chỗ đó làm sao giờ vậy? Em tìm hiểu trên mạng thì có người nói Tần Thủy Hoàng là người bỏ luật Tưởng Tán, nhưng ông ta là người Tưởng Tán nhiều nhất. Theo đời Thang Huy thì Tưởng Tán mới xóa bỏ phải không anh? Tao cóc cần quan tâm mày ơi, cái chuyện mày bỏ Tưởng Tán không Tưởng Tán, chuyện đó chuyện nào bộ Trung Quốc tao ke làm gì? Cái gì? Yes anh, theo tin em có từ thời nước Triệu với nước Yên là do dân gần đó xây, nhưng chỉ là dạng bức tường cao lên thôi, không có cái trạm gác. Sau này Tần Thủy Hoàng cho đập lại xây rồi mới tạm gác cách điều nhau. Tao đang nói là thổ dân xây, tức là cái bên mà nó anti Trung Quốc luôn á má. Còn cái cách giải thích của em á nó vẫn là Trung Quốc, hiểu không? Anh mới phát xác cái đó. Đúng anh, thổ dân xây, nhưng ý em là thời còn nước Triệu với nước Yên Á, biên giới hai nước đó, vậy là Hung Nô xây. Nếu mà em nói về nước Triệu là Hung Nô xây, tại biên giới phía bắc của nước Triệu là Hung Nô. Lý Mục đi đánh Hung Nô đó em. Nhưng nó lủng lủng chứ không đều như bây giờ, thì lủng lủng đều vậy là ông này xây ông kia mèn tem thôi, hiểu không? Vậy là bên Hung Nô xây, bên ông Tần Thủy Hoàng mèn tem lắm thôi. Không anh gì đi đài với hàng để review rồi chắc chắn có rồi. Châu Á anh không thích đi, châu Á có đi Nhật rồi. Anh nói thiệt đó, tại vì anh ở châu Á rồi, đi châu Á nữa đi làm gì mày? Nhiều khi anh nói tụi bay thấy sốc, đúng không? Anh nói mày thấy sốc còn gì, chảnh chó gì đó ai biết được. Nhưng mà không, anh là quan điểm anh là vậy, tại vì anh đi tới Mỹ, tới châu Âu rồi, anh không muốn đi châu Á nữa. Nếu mà châu Á có một nước đi, anh chỉ đi Nhật thôi. Anh thích sống ở Mỹ hay ở Việt Nam, có tiền sống ở đâu cũng được hết mày ơi. Còn mày lo mày kìa, sống ở đâu cũng báo hết á, hiểu không? Không cần hỏi anh sống ở đâu, đúng không? Tại vì anh sống ở đâu cũng tốt đời đẹp đạo hết mấy em. Đó, anh đi qua Mỹ là Mỹ cũng chào đón anh luôn, đúng không? Anh ở Việt Nam thì anh cũng rạng ngời luôn. Còn bảo đảm cái thằng hỏi câu đó là mấy thằng hỏi vậy là ở đâu nó cũng báo hết á. Tại cái tầm nó là tầm báo mà mấy em.